Chào các bạn, chào các bạn quay lại trở lại với Happy Photoshop. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ta nghiên cứu một cái file PSD làm sẵn của người khác và thực hiện lại cái file đó. OK, thì đây là mình có ba cái PSD của anh Phong Trần. Anh share lên Facebook, public lên Facebook cái link đó, thì tất cả mọi người đều có quyền tải xuống và nghiên cứu ha. Xem thử coi cái cách ống retouch như thế nào. Như các bạn có thể thấy ở đây là ba cái file ảnh dạng như là ảnh cô dâu, ảnh gọi là ảnh lookbook cũng được, cho ai bán cô bán đầm cưới. Đó, thì nói chung là cái này chúng ta có thể áp dụng cho hình cưới, áp dụng cho hình cưới cũng được, đặc biệt là chụp ở phim trường, các bạn có thể coi là hoàn toàn là phim trường. Thì đây có ba cái, thì cái phong cách làm nó tương đối giống như nhau, cho nên là mình sẽ chọn ra một cái để ta retouch. Đầu tiên là coi thử coi là trước và sau khi anh xử lý thì cái file nó trông như thế nào. Thì đây các bạn có thể thấy là khi mình tắt bật cái folder này ra, thì các bạn có thể thấy là anh Phong Trần anh kéo giãn kéo dài cái phần váy ra, và nếu các bạn để ý thì hình như cái cửa này ông cũng transform cái cửa đi một chút xíu, bởi vì lúc đầu thì nó nhìn ra thế này nhưng mà bây giờ các bạn có thể thấy là nó có vẻ nó bự hơn một chút và nó rộng ra đó. Chắc chắn là có crop lên rồi. Rồi cái tiếp theo là cái hình này đi. Các bạn có thể thấy là cái hình này tương đối đơn giản hơn. Chỉnh sửa lại cái phần ánh sáng phía ngoài, và có thể thấy là một số cái đốm đốm đen này có thể là do flash, thì ông xóa đi cho nó sạch, và cũng như là liquify ở phần thân. Rồi, phần thân. Rồi tương tự như vậy ở cái hình này. Rồi hình này có vẻ sửa chữa là nhiều nhất, có thể thấy là cũng kéo dài váy áo và cũng xử lý cái nền ở ngoài, nhìn nó rất là sạch sẽ. Đó là lý do tại sao là mình làm cái tốt là xóa rác đó, nhưng mà có vẻ không có nhiều bạn quan tâm lắm. Đó, thì đây có vẻ là cũng kéo kéo lên, có thể là đưa lên rồi sau đó scale giãn xuống và chỉnh sửa lại. OK, đây thì mình sẽ chọn ra một tấm một hình để chúng ta làm theo phong cách đấy. Rồi phân tích sâu hơn một chút xíu, có thể là bỏ này đi, cái này của mình. Lộ mất bài là chuẩn bị trước rồi. Thì đây có ba cái này, một cái là merge. Ta có thể tắt bật để chúng ta coi thử. Đây ha, nên cứ tắt hết đi đã. Theo cái trình tự, theo cái trình tự từ dưới lên thì sẽ là cái bước mà ống bắt đầu ống làm. Thì đây là khi mình tắt hết đi ha, và các bạn sẽ thấy là đây là hình gốc. File thì có lẽ là ông sẽ resize lại, đúng rồi, ông resize lại còn 2300 thôi, tức là vừa đủ để chúng ta thực hành. Ở đây sau khi là ông nhân đôi cái layer background lên, là ông tạo cái lớp before và ông xóa trước đi. Cái này ông còn để lại thì có thể là trên cái merge này, là tới cái bước merge này thì ông mới xóa. Tuy nhiên là chúng ta sẽ vào thử phần effect. Đây là tắt bật cái phần effect lên. Các bạn có thể thấy là có vẻ như là nó đang có cái hiệu ứng hơi mờ mờ. Đó, nó hơi mờ mờ đi chút xíu. Thì cái này thì mình đoán chắc thì nó là Gaussian blur, bởi vì nó nhòe ra kiểu này. Có thể thấy là nó nhòe rất là nhẹ. Và vô sâu hơn chắc ở trong cái này nữa thì có hai cái. Thứ nhất, xét về hình dạng cái thumbnail thì có thể là hai này là giống y chang như nhau. Và ở đây mình có cảm thấy là nó hơi có một chút xíu trong suốt, thì mình nghĩ là có thể là cái này là ông copy từ cái phần những cái phần tối, tức là ông chừa lại cho phần sáng, ông tách phần tối ra và ông lấy phần tối để ông add cái Gaussian blur vô. Thì ở cái đầu tiên thì ông để opacity xuống 70% tất cả bình thường. Tới cái layer thứ hai có thể là ông nhân đôi từ layer cũ lên. Sau đó ông để screen. Tại sao ông để screen? Lý do là khi chúng ta để về normal có thể thấy là ánh sáng đã bị thay đổi. Tức là khi mà screen á thì nó sẽ làm tăng sáng lên, mà đặc biệt tăng sáng ở đây là tăng sáng vào những cái vùng mờ nhòe, thì nó sẽ làm cho bức hình chúng ta trở nên đó là khá là lung linh. Đây thì ông có bôi cái này,
cái mask ở đây các bạn thấy đó, đây là mình bật cái mask này các bạn, để phím Ethernet và chúng ta click vào cái layer mask thì có thể tắt bật cái nhìn thật đó, là ống chấm ba chấm vào phần có thể vào phần cô dâu để mà không có bị cái hướng mờ nhòe vào phần mặt đó, thì đó là cái phần effect, tức là cái phần hơi mờ nhòe. Tiếp theo là phần white balance, phần chỉnh lại màu. Tương tự như vậy, mình sẽ bật lên, có thể đây là thấy ống tạo một cái lớp gradient map rất là nhẹ, color và opacity chỉ có 10% thôi, và cái màu thì nó là màu thế này, nhìn rất là sang và nó đúng trùng với lại cái tông màu cũ của cái hình. Đó là lý do vì sao mà mình nói các bạn là chúng ta nên nương theo cái tông màu cũ của cái bức hình của chúng ta để chúng ta blend cái lớp màu mới vào, nhìn nó sẽ trông nó tự nhiên và nó hợp lý hơn. Thì ở đây ông Phong ông cũng làm theo đúng như vậy, thì có thể là mình đã nói đúng. Thì ở đây cái phần shadow là ông add vô là cái phần màu tím, tức là cái phần shadow là dựa theo cái màu đậm nhất. Thì ông lấy theo phần váy áo, và những cái phần từ gọi là phần xám cho tới trắng á, thì ông sử dụng cái màu của cái phần hoa, tức là hơi cam cam hồng hồng và cuối cùng là màu trắng. Thì khi ông add vô á, ông để cái color và ông để opacity là 10%, thì các bạn có thể thấy là cái bức ảnh hưởng nó tuy nó rất là nhẹ nhưng mà chúng ta đủ để cảm nhận được là cái bức hình nó đã hơi ấm lên. Tiếp theo là brightness, brightness thì hình như là cái này ông chỉnh lại có cả contrast. Ok, ông tăng contrast lên là 20, tức là đây là chỉ là cái bước tăng contrast thôi. Tiếp theo là phần curve, đây cái này có vẻ là khá nhiều. Khi mình click vào curve thì đây để cho nó phân tích cho dễ hơn. Ta sẽ theo xem thử cái phần curve là ông đã chỉnh cái gì. Ok, RGB thì ông kéo tăng sáng lên chút xíu, không nó có gì để nói. Phần red ông là kéo tăng giảm cái phần red. Thì ở đây khi mà ông kéo cái phần nút ở trên này xuống này, các bạn có thể thấy là nó sẽ thay đổi. Khi mà kéo xuống á, tức là chúng ta đang là tăng cyan. Thì mình đã nói rất là nhiều cái về cái phần curve này rồi. Thì đối trọng với lại cái màu red thì đó là cyan. Tức là khi chúng ta giảm red đi thì cái màu cyan nó sẽ tăng lên. Đó, khi giảm đi này. Thì ở đây vì bởi vì mình đang kéo ở cái phần là màu trắng cho nên là khi chúng ta kéo xuống á thì tức là chúng ta đang là tăng cyan cho vùng highlight. Đó, khi mình kéo xuống như thế này nghĩa là tăng cyan cho vùng highlight. Bởi vì giảm đỏ là tăng xanh mà, giảm đỏ là tăng xanh. Mà mình đang tăng ở vùng highlight. Ok ha. Tương tự như vậy, ở cái vùng shadow thì có thể thấy là ông đang tăng đỏ ở cái vùng tối. Tức là cái vùng mà những cái vùng tối 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 nè. Đó là ông đang tăng cái màu đỏ ở những cái vùng đó lên. Đó, mọi người có thể thấy là màu đỏ tăng lên. Ví dụ mình tăng kích cỡ lên như vậy đó. Ok. Đó là kênh red ha và kênh green nè. Kênh green này thì có thể thấy là ông không có chỉnh gì nhiều lắm và nó gần như là mặc định luôn đó. Ok, và sang blue. Rồi, blue này tăng nhiều. Ống cũng giảm một chút ở cái blue. Cái blue thì đối trọng màu gì? Màu vàng. Đây này. Đó thì giảm giảm xanh tức là tăng vàng. Đó, cho nên là ống giảm hơi một chút ở cái phần highlight thì ống sẽ tăng cái phần gọi là cái phần màu vàng ở cái highlight lên, tăng vàng ở vùng highlight. Ok. Tương tự như vậy ở cái vùng xanh này. Đó, vậy có thể thấy là cái vùng xanh ở cái vùng shadow, tức là những cái vùng tối đó, thì ông tăng lên. Và hệ quả là ở cái red á, như hồi nãy á, mình đã phân tích rồi, là ông vừa tăng red mà ông vừa tăng xanh luôn, hai thằng này kết hợp với nhau, vừa tăng xanh vừa tăng red, nó ra màu gì các bạn đã biết rồi, màu tím. Đó, tức là ông vẫn nương theo cái màu cũ và lên là đẩy nó lên. Đó, và sau khi đã chỉnh như vậy thì các bạn có thể thấy là cái hình chúng ta có một cái hiệu ứng rất là hay. Tương tự như vậy, sau khi là xong rồi thì bắt đầu là có bước merge, xóa những cái vùng red đi, thêm logo vô và liquify. Ok, thì như tất cả nó chỉ có như vậy thôi, nhưng mà ra hiệu ứng rất là tốt ha. Thì đây mình sẽ làm lại, ở đây, và đây mình sẽ nhân đôi lên, tức là bây giờ mình sẽ thực hiện lại những cái bước mà ông đã làm ha, nhân đôi lên. Và bước này thì mình sẽ không để là gì cả, mình sẽ để là before, giống như kiểu ông đặt
before. Ok, sau khi before xong, làm sao để chọn vùng ở những cái vùng tối ra để chúng ta làm Gaussian Blur. Như hồi nãy đó, các bạn có thể thấy là những cái vùng tối ông tách ra. Thì cái cách như sau này, các bạn sẽ vào Channel. Thì khi chúng ta đè phím Control và chúng ta click vào cái RGB thì tự động các bạn sẽ thấy là có một cái vùng đã được chọn. Và những cái vùng này, hình như đây là vùng sáng chứ không phải là vùng tối, thì mình Control J lên. Ok, có vẻ như là đây là vùng sáng chứ không phải là vùng tối. Cũng được, không sao hết. Nói chung là chúng ta sẽ click Control ha, và click vào cái RGB thì nó sẽ chọn cái vùng màu sáng của chúng ta, và chúng ta quay trở lại cái layer thì cái vùng chọn nó vẫn còn. Chúng ta click vào before này và bấm Control J thì tự động nó sẽ nhân lên một cái lớp, và cái lớp này chúng ta sẽ tạo hiệu ứng hơi mờ nhòe cho nó. Cái chúng ta sẽ vào là filter này, chọn là blur và chọn Gaussian blur. Và ở đây chúng ta sẽ tăng lên sao cho nó phù hợp, các bạn thấy là nó có ảnh hưởng khá là nhiều cho nên là nhẹ nhàng thôi. Ví dụ mình để cỡ 5, ok, để 5 thôi. Tương tự như vậy mình sẽ cần chôn chay lên, tạm thời tắt đi. Và cái bước ở cái hình cũ này mình sẽ để opacity là 70% giống như nãy ông làm. Và cái thằng này mình sẽ để là opacity là nãy bạn để bao nhiêu ra quên rồi, nhưng mà nói chung là để chúng ta để screen để là tăng sáng này. Đó, thì kết quả là chúng ta có một cái bức hình có cái độ tăng sáng rất là ảo diệu. Và chúng ta sẽ đè phím shift hoặc đè phím control, click chọn hai cái thằng tạo hiệu ứng này, chúng ta sẽ bấm control G. Đó, thì nó sẽ group lại. Và cái group này thì mình cũng đặt tên giống như ông mình để là effect. Các bạn có thể tắt bật đi. Và các bạn có thể thấy là nó khá là ảo. Thì ở đây mình sẽ tạo cái layer mask, tức là click vào cái layer mask này khi đang chọn folder effect ha, click vô cái nó sẽ tạo ra folder effect. Và chúng ta sử dụng brush màu đen và chúng ta chỉ việc bôi đi ở cái phần cô dâu thôi, là bôi nhẹ nhẹ thôi. Ok, thì cái vùng mà mờ nhòe đã không còn ảnh hưởng tới cô dâu nữa. Ok, vậy được rồi. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ tạo một folder mới, click vô folder thôi. Đó, tạo folder mới và folder này mình sẽ đặt tên là white balance hoặc là color, chả thể color thôi. Thì ở phần color này mình sẽ tạo một cái gradient map giống như thứ tự của ông làm luôn. Tức là cái cách lên màu của mình, cách lên màu của anh Phong Trần này có vẻ giờ khá giống giống mình, tức là tạo cái gradient map trước đã rồi làm gì làm. Như hồi nãy thì ông tạo một cái gradient thứ nhất là ở màu tím ha. Mình sẽ chọn cái màu tím tím đậm đậm chút xíu. Rồi, ok. Ở cái vùng này thì mình sẽ chọn là màu hơi hồng hồng cam cam chẳng hạn vậy. Như là cái màu này. Từ từ như vậy để cho nó sáng hơn chút xíu. Ở tới màu trắng. Sau khi trong chúng ta sẽ để là color và giảm opacity xuống còn có 10% thôi. Nó có đổi khác tí, có thể thay đổi. Cái này có thể dùng mình dùng hơi cam cam một chút xíu. Cam cao chút xíu đi, có vẻ nó sẽ hay hơn. Ở vùng này thì chưa có tốt lắm. Này chọn cái màu ở đây luôn cho nó nhanh. Ok, này cho nó đậm hơn chút xíu đi. Nói chung là nhái màu này nó cũng hơi phức tạp. Cho nên là chúng ta cứ nhai theo sao cho nó vừa vừa nhất được rồi. Ok thì mình sẽ chọn đại như vậy đi. Nếu cần thì có thể coi lại thử cái gradient gốc của ông để sao. Ok thì ở đây là xong cái phần này ha. Nói chung là nó cũng ấm lên rồi, nhẹ nhàng thôi, tại vì cái ảnh hưởng opacity nó chỉ có 10% cho nên nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ vào đâu rồi, contrast, Brightness contrast. Chúng ta sẽ tăng contrast lên một chút xíu, như khoảng 20% giống như anh làm luôn. Ok, và tiếp theo là curve, thằng vũ khí gọi là lợi hại nhất. Thì ở đây chúng ta sẽ kéo cái phần giữa lên để cho nó tăng sáng, này thấy là tăng sáng khá nhiều. Một chút như này thôi, qua kênh red, bấm một cái ở giữa để chúng ta tạo một cái trục
trước ta giảm bớt để tăng cyan ở vùng sáng và tăng đỏ ở cái vùng tối. Tương tự như vậy qua kênh blue, click một cái vào giữa, chúng ta cũng giảm nhẹ ở phần trên và tăng mạnh cái thằng này. Rồi ok. Đó, khi quay lại RGB các bạn sẽ thấy là một cái cấu trúc khá là giống. Đó, thế thì sau khi đã xong, xong ha, chúng ta sẽ chỉnh sửa lại những cái phần ngoài, đó là xóa đi những cái vùng vớ vẩn này đi. Chúng ta sẽ bấm mà Control Alt Shift E, nó sẽ tạo ra một cái mới và mình đặt tên nó là Merge, tức là gộp hết á. Thì đây mình sẽ dùng có thể là đơn giản dễ nhất thôi là mình sẽ tạo cái vùng đó. Mình sẽ chọn công cụ chọn vùng và chọn là những cái vùng mà bị lem luốc cái phần xanh này vô. Thể đây đơn giản mình sẽ chọn cái brush màu gọi là màu trắng, màu trắng thôi. Thì click vô đây này, chọn kéo hết cỡ này màu trắng thì chúng ta sẽ bôi đây thôi. Ở đây có thể thấy là cái màu trắng này nó không thật, bởi vì như hồi nãy chúng ta tăng cái màu á, cho nên là mình sẽ đè phím Alt để lấy, click chọn vào cái vùng màu ở ngoài này ha, click chọn để lấy cái mẫu màu ở đấy, chúng ta sẽ bôi vào đây thì các bạn sẽ thấy là màu nó sẽ hợp hơn. Ctrl D bỏ bỏ cái vùng chọn đi. Tiếp theo cũng vậy, thì giảm bớt cái brush xuống bằng cái phím ngoặc vuông ấy. Tương tự vậy đây, mình cũng sẽ tạo vòng tròn cho chắc ăn. Nè, ta cứ tạo vòng tròn bằng bất kỳ cái công cụ nào các bạn cảm thấy gọi là dùng nó quen tay nhất thì nó dễ thôi. Có người thì quen tay rồi có thể dùng pen rất là nhanh, có thể sử dụng cái polygonal laser tool như mình chẳng hạn cũng được, không sao hết. Nói chung là có một cái vùng để lấy chọn là được rồi. Mình sẽ lấy mẫu màu ở ngoài này và bôi bôi thẳng ở đây luôn, không có vấn đề gì hết. Đây mình sẽ sử dụng cái brush nhỏ hơn chút xíu và bôi để cho nó bớt cái lấm lem phần này đi. Vậy là được rồi. Tiếp theo là cái vật này, đây mình làm nhanh khỏi khỏi lấy vùng cũng được. Nói chung là đây làm nhanh cũng ok, không sao hết. Rồi sau khi xóa bớt cái phần này đi, các bạn thể thấy nó rất là gọn gàng. Tương tự ở đây cũng vậy, mình sẽ sử dụng là clone stamp, để phím alternate lấy mẫu ở cái vùng nó có chung cái hình dạng như vậy. Mình sẽ lấy cái mẫu, ví dụ như là lấy mẫu đây chẳng hạn, thì mình nương theo cái đường đó mình click qua thôi. Click qua nó sẽ mất thôi, hoặc là nhanh hơn tí, các bạn sẽ sử dụng là path tool ở những cái vùng nó tương đối tách ra thế này, thì mình cứ chọn cái vùng này. Nó tạo ra được một cái vùng, cầm cầm và nó click kéo qua là sao cho cái có một cái đường ở phía dưới này, xem cho nó vừa thẳng là ok rồi. Thì đây mình cũng chọn cái này để xóa đi cho nó mất cái hiệu ứng là lặp lại. Ok, được chưa? Ở phần dưới nữa. Tương tự ở đây mình có thể bấm J hoặc là click đây cũng được, chọn Path Tool, chọn vùng này, kéo qua làm sao nhìn cho nó phù hợp nhất, là thả ra là tự động nó blend cho thôi. Đó, khá là ok. Tương tự như vậy phía trên này, thì dùng clone lấy mẫu này, để Alt lấy mẫu sau đó click kéo thôi. Ok. Đó, sau khi xong rồi mình sẽ liquify lại một chút bằng filter này, chọn liquify này. Sẽ bật cửa sổ liquify lên. Và chúng ta chỉ việc dùng cái brush và chúng ta làm cho nó gọn lại chút xíu. Ở đây mình làm hơi kinh đi. Làm to to lên chút xíu dễ dễ thao tác hơn. Nhớ cẩn thận ha, tại vì những cái này nó dễ làm cho cái hình dạng nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, cho nên là chúng ta làm nhẹ tay thôi. Nhớ là làm nhẹ tay thôi. Click OK. Có thể tắt mở, các bạn sẽ thấy là nó thay đổi tương đối. Rồi, tương tự như vậy, ví dụ như là những cái vết dơ này chúng ta tốt nhất là cũng nên xóa đi. Nếu như mà
ảnh vô tình người ta khách hàng người ta lấy người ta in lớn lên á, thì nhìn những cái điểm nhỏ nhỏ như vậy nhìn rất là kỳ. Rồi ok, thì đó, đó là sau khi chúng ta làm xong, các bạn có thể thấy là cái bước xử lý chúng ta nó tương đối giống. Rồi có thể sử dụng áp dụng thì cái cách này vào ảnh cưới rất là đẹp, và các bạn theo dõi tốt này và nhớ like và subscribe channel của mình nha, và mình sẽ sớm ra những tour sau. Chào các bạn.